anh dùng kiến thức tiểu học dạy bảo tiên môn đệ tử, không nghĩ tới lại dẫn tới thiên lôi trừng phạt, lại là muốn đem anh thịt nát xương tan. Lúc này trong núi Phương Nghi đột nhiên ho khan vài tiếng, ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, phát hiện Ngân Lang hóa thành nhân hình, ngồi xếp bằng ở phía sau cô. Ngân Lang tiền bối, người mới vừa rồi cùng ta giao thủ đâu rồi? Phương Nghi vội vàng quay đầu hỏi. Ngân Lang ngáp một cái nói, nhục thân của hắn bị quá tải tự bạo, thần hồn bị ta một ngụm nuốt, ngươi yên tâm. Ngân Lang tiền bối, thỉnh lập tức nói cho lão tổ, người kia là chính là người của Tuần Thiên Điện, đoạt xá cơ thể của sư huynh ta, tới thăm dò tin tức của lão tổ. Phương Nghi một mặt hốt hoảng giải thích nói, nhục thân nếu là bị chính hắn nổ nát, chắc là muốn cường ngạnh giải phóng thần hồn lùng tìm nơi ở của lão tổ, chỉ sợ chỗ ở lão tổ đã bị cô ta tìm được, truyền về Tuần Thiên Điện. Tuần Thiên Điện, Ngân Lang có chút mờ mịt nhìn về phía Phương Nghi, hướng phía hắn còn xin tiền bối lập tức cáo chi lão tổ. Tuần Thiên Điện thủ đoạn, đủ để phá hủy toàn bộ Thái Ất Tiên Môn, nếu không nhanh sợ sẽ không kịp. Nhìn Phương Nghi cái khuôn mặt sợ hãi bộ dáng, Ngân Lang không khỏi lông mày hơi ven lên. Hắn chưa nghe nói qua cái gì Tuần Thiên Điện, nhưng lại nghe A Thần nói đến. Trên đời này có rất nhiều người lợi hại, có người thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem sông núi biến thành đất bằng. Có thể, chuyện này muốn làm sao đối với lão sư nói đây? Xem ra chuyện này trước tiên còn cần phải nói cho A Thân, để A Thân nghĩ biện pháp thuyết phục lão sư. Ngân Lang hướng về ngoài động nhìn lướt qua. Ta lần này trở về thông chi lão sư, bên ngoài những người kia ngươi thông báo một chút. Phương Nghi vội vàng gật đầu một cái. Tốt tiền bối yên tâm, bên ngoài tình hình chiến đấu đã tiến hành đến hồi cuối. Bốn thiên kiêu tiên môn kia, tuy là đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng chung quy là chống đỡ được đám người vây công. Tám thành cũng đã mất đi sức tái chiến, còn lại cái kia hai thành cũng đã là sợ hãi mà lui, không còn dám dễ dàng tiến lên. Là thời điểm kết thúc cuộc tao loạn này. Lúc này trong núi chỗ sâu, Diệp Ly đang ngủ gật trên ghế. A Thân âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đánh thức Diệp Ly đang mơ màng. Lão sư ngài có đây không? Học sinh có việc hồi báo. A Thân đi vào cửa tới một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Diệp Ly có chút nghi ngờ hỏi nghe ngươi than thở, gặp gỡ phiền toái gì? Lão sư thôn bên cạnh có một vị lợi hại lão gia, nói là nhìn sắc trời một chút, chúng ta ở đây rất nhanh sẽ có sấm chớp mưa bão phát sinh. Lão tiên sinh để ta chuyển cáo lão sư tốt nhất kết thúc khảo thí, mau chóng từ nơi này rút lui, để tránh bị sấm chớp mưa bão tập kích. A Thân gãi đầu một cái, nói ra một cái tạm thời còn có thể. Lý do nói cho qua, học sinh cảm thấy chuyện này vẫn là lão sư ngài đưa ra quyết định a. Diệp Ly như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bão tố chính xác không phải việc nhỏ. Lúc này hệ thống cũng cho hắn một đầu tin tức, kiểm tra thấy có cường độ sét cực cao, 48 giờ sau tập kích lên khu vực, thỉnh túc chủ kết thúc khảo thí. Hệ thống sau đó cho hai loại phương án. Loại thứ nhất dẫn dắt tất cả học viên xuất phát thay đổi vị trí, thay một chỗ đặt chân chi địa, nhưng mà sẽ tổn thất hết 9 thành tài nguyên. Phương án 2, tiêu hao 3 thành tài nguyên xây dựng công trình chống sét. Hoàn thành này phương án còn có thể thu được một gian phòng học đặc thù. Diệp Ly nghe xong hai cái phương án, lâm vào trầm tư. Nơi đây anh cùng các học sinh dùng công sức cùng xây lên, không nỡ để công sức của các học đổ sông đổ bể. Diệp Ly hạ quyết tâm ta chọn phương án thứ hai. Sau đó hệ thống phát tới một bản thiết kế chống sét. A Thân truyền lời kết thúc khảo thí, để tất cả học viên toàn bộ đến trong thôn tụ tập. Cần mọi người cùng nhau làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Diệp Ly mở miệng phân phó để mặt khác, cũng gọi mấy vị trưởng bối thôn bên cạnh cùng tới. Lần này chúng ta cần bọn họ trợ giúp. Nghe xong lời này của Diệp Ly, A Thân lập tức tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên luôn có biện pháp giải quyết chuyện này. Bên trong Thái Ất Tiên Môn, các trưởng bối các tông phái nghe được A Thân thông báo, đều là một hồi tê cả da đầu. Tuần Thiên Điện phái người lẻn vào đánh cắp lão tổ sở tại chi địa, sắp hạ xuống thiên phạt, đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Bọn họ không có bất kỳ người nào thu được tin tức Tuần Thiên Điện. Thiên phạt cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Rõ ràng Tuần Thiên Điện đã đem vị lão tiền bối kia trở thành đối tượng vô luận như thế nào đều phải xóa đi. Dù là để bọn họ toàn bộ chôn cùng sẽ không tiếc. Chư vị chớ hoảng sợ, lão sư đã có cách đối phó. Thỉnh chư vị lập tức đến chỗ lão tổ tụ tập. Lão sư sẽ dẫn dắt chư vị chống cự thiên pháp. A Thân một mặt nghiêm túc nói, ta hướng chư vị nhắc lại một lần. Tuần Thiên Điện không có nói cho các ngươi bất luận kẻ nào biết. Chính là lo lắng các ngươi rút lui sẽ kinh động lão sư. Tiếp đó để lão sư thuận lợi thoát thân. Chư vị đừng nghĩ có thể thoát thân. Nếu như Tuần Thiên Điện biết, chắc chắn sẽ không buông tha chư vị. Đám ngươi nghe được A Thân nói, bọn họ ngược lại là cũng không cảm thấy hoài nghi. Đây chính là tác phong làm việc của Tuần Thiên Điện. Trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Đám người mỗi người một câu tranh luận,
Cơ Vân Lộ ép bàn tay hô to chư vị yên tâm. Lần này Tuần Thiên Điện hơi bị quá đáng, nhưng trải qua kiếp nạn này, bản cung nhất định dẫn đầu tìm tới Tuần Thiên Điện. Nếu không cho ta một lý do thỏa đáng liền phá hủy Tuần Thiên Điện. Thanh Sơn chỗ sâu, trong thôn các trưởng bối tông môn, cùng bọn tiểu bối đã là tập kết ở đây. Nhưng tất cả mọi người tập kết hoàn tất, Diệp Ly được Hổ Cát nâng đỡ, đi tới trước mặt mọi người. Phía dưới đám người nhìn Diệp Ly một màn này, tất cả mọi người đều biểu lộ một dạng giống Cơ Vân Lộ trước đây. Cảm nhận được đến từ Diệp Ly, trên người vô thượng đại đạo tỏa ra, không người dám đi chất vấn cái này người trẻ tuổi. Diệp Ly hắng giọng một cái mời đến các vị đồng học. Rất xin lỗi tạm thời chấm dứt các ngươi khảo hạch. Ta tính toán qua một chút. Hai ngày sau đó, sẽ có một hồi cực mạnh sấm chớp mưa bão tập kích. Nơi đây ta cần tất cả mọi người các ngươi đồng tâm hiệp lực, xây dựng công trình tránh xét. Diệp Ly nói xong, một bên hướng về Hổ Cát cùng A Sâm bĩu bĩu cái cằm, đem bản vẽ dựa theo số hiệu phân phát cho mọi người. Hổ Cát cùng A Thân lập tức bắt đầu phân phát. Cái gọi là bản vẽ phía dưới tất cả mọi người đều không ngoại lệ trừng lớn hai mắt. Khi thấy bản vẽ, cái kia trên bản vẽ cũng không phải là cột thu lôi trong tưởng tượng của Diệp Ly, lấy lôi tháp các loại kiến trúc bản vẽ, mà là một vòng cổ lão pháp trận trận đồ. Mỗi người cầm bản vẽ trên tay đều xác định vị trí của riêng mình. Toàn bộ bành trướng cần 108 cá nhân trưởng khống, ở giữa nhất chỗ trận nhãn cần trưởng bối cao thủ lo liệu, lấy Phi Hồng Kiếm Thánh cùng Cơ Vân Lộ hai vị vào thánh cường giả là chủ, còn lại 34 vị trưởng bối cao thủ làm phụ tạo thành 36 thiên cang. Mà ngoại tầng cần 72 tên tiểu bối trưởng khống pháp trận 72 cái trận kích, tạo thành 72 địa sát. Nhờ vào đó liền tạo thành cái này luận tên là 108 thiên địa đồng nguyên trận, cực lớn phòng ngự đại trận. Pháp trận này mỗi một người tại chỗ đều nghe nói qua, lại không có bất kỳ một ai thực sự tiếp xúc qua đại trận này. Nhìn thấy cái này bản vẽ, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Chống cự thiên phạt Tuần Thiên Điện loại này chuyện ngàn lẻ một đêm chuyện, tựa hồ cũng biến thành không còn thái quá. Thượng cổ đại trận thiên địa đồng nguyên phải bắt nguồn từ thời kỳ hỗn loạn của thế giới cách đây 6.000 năm. Truyền thuyết lúc trận đại chiến kia xảy ra, từng có một vị tuyệt đại trận sư xuất lĩnh 108 vị tu vi cấp độ không đủ tiểu tu, tạo thành trận này, thủ hộ một phương sơn môn, cứng rắn chống đỡ mấy trăm vị thánh cảnh cường giả điên cuồng công kích, cố thủ 7 ngày 7 đêm. Sau khi mọi người đã xem xong bản vẽ, Diệp Ly nhìn chằm chằm nó, ta biết bản vẽ này hơi phức tạp, không thiếu học sinh chỉ sợ rất khó lý giải, không cần phải lo lắng. Các ngươi chỉ cần đến vị trí trên bản vẽ yêu cầu liền có thể, cần dùng đến tài liệu, ta đã để Hổ Cát chuẩn bị xong. Vừa nói, Diệp Ly một bên chỉ phương hướng bên tay trái, nơi đó chất đống số lớn vật tư. Diệp Ly cũng không xem qua chỉ, coi là chút thôi cột thu lôi cần dùng đến đồ vật, có thể mọi người thấy ở trong mắt, lại là không nhịn được phát ra kim ấm. Tài nguyên, bảo khoáng, đếm không hết thiên tài địa bảo, vài thứ đem bị cấu tạo thành trận kích, trở thành đại trận bền chắc không thể bị phá hủy. Đám người càng lòng tin 10 phần, lão sư xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng hoàn thành bản vẽ. Hai ngày sau Tuần Thiên Điện bên trong, sau một phen điều dưỡng, Tình Nhi trung quy là khôi phục mấy phần tinh khí thần. Sáng sớm hôm nay liền thật sớm đi tới đại điện thần điện. Bây giờ trong đại điện không còn chỗ ngồi, tất cả tôn lão đều ngồi quanh ở bên cạnh bàn, nhìn chăm chú lên trên bàn một khối kim sắc kim thạch. Đó là pháp khí khởi động thiên phạt. Thiên phạt chính là Tuần Thiên Điện từ xưa truyền thừa xuống một vòng cực lớn pháp trận, sau khi nạp đầy năng lượng, có thể dưới trời này bất luận cái gì một chỗ gây nên đủ để hủy thiên diệt địa sấm chớp mưa bão, đem mục tiêu cần xóa bỏ người hàng hóa triệt để hóa thành cho tàn. Thiên phạt sắp chuẩn bị ổn thỏa, công việc chuẩn bị thiên phạt đã xong, chư vị còn có gì muốn nói không? Sau đó có một người mở miệng, tôn chủ, chúng ta đều không ý nghĩa, duy chỉ có một điểm còn xin tôn chủ để ở trong lòng. Lần này gạt bỏ, tu hành giới chín thành tông phái đều bị liên lụy, hắn người cầm quyền, môn hạ đệ tử đều sẽ tại thiên phạt bên trong bí mật dựa thế, các tông các phái đều sẽ bị liền như vậy làm loạn, còn xin tôn chủ sớm làm an bài. Việc rất nhỏ, vì tu hành giới yên ổn, đây là hy sinh cần thiết, các tông các phái bản tọa sẽ đích thân thông chi. Mọi người đều là ôm quyền đồng ý, chúng ta không có ý nghĩa. Đầu lĩnh lão giả đưa tay đặt tại trên quân sự, lớn tiếng nói, vì thiên hạ yên ổn, Tuần Thiện Điện thứ 63 mặc cho tôn chủ chủ bộ. Ở đây hạ xuống, thiên pháp bên trong ngọn Thánh Sơn, khoảng cách Diệp Ly nói tới thời gian, còn lại cuối cùng một nén hương. Đám người ở trong thực lực đứng đầu nhất 108 cá nhân, nhao nhao tiến nhập bên trong pháp trận, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Cơ Vân Lộ cùng Phi Hồng Kiếm Thánh, hai người sóng vai đứng tại trong pháp trận, ngửa đầu nhìn xem sắc trời. Phi Hồng đạo huynh,
ngươi nói chúng ta có thể bình an trải qua kiếp nạn này sao? Cơ Vân Lộ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phi Hồng Kiếm Thánh nghiêm nghị nói, yên tâm đi, sẽ vượt qua thôi. Chờ vượt qua kiếp nạn này, chúng ta cùng đi Tuần Thiên Điện đòi hỏi thuyết pháp. Tiếng nói chứng thực, cuồng phong đột khởi. Một giây trước còn vạn dặm không mây trời trong veo, lúc này giữa trời cuồn cuộn mây đen lan tràn ra hơn 10 dặm có hơn. Tiếng sấm vang dội, sắc trời đột nhiên ảm đạm, phảng phất như ngày tận thế tới. Bên trong đại trận tất cả mọi người đều là kinh hỉ, ngưng thần nhìn chăm chú lên lôi vân trên bầu trời. Cơ hồ tất cả mọi người cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Tuần Thiên Điện thiên phạt, loại kia hủy thiên diệt địa hơi đè ép tới, tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Mở ra pháp trận, trong mắt Cơ Vân Lộ chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao thao tác. Đại trận ngắn ngủi mấy lần trong lúc hô hấp khuếch tán ra vô số lần. Nếu như bây giờ từ chỗ cao nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy đại trận bao phủ phạm vi đã vượt ra khỏi phạm vi lôi vân thiên phạt, đem thánh sơn xung quanh phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ bên trong. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên phạt lôi vân tích xúc tốt một tia năng lượng cuối cùng, lôi quang bắt đầu cuồn cuộn buông xuống thiên phạt. Ở giữa thiên không vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, đâm người mở mắt không ra. Bốn phía đều là tiếng sấm vang rền, ba năm âm thanh đi qua liền cũng lại không nghe được thanh âm. Trong tai của mọi người đều chỉ còn dư dài rằng giặc ông minh. Lôi quang rơi xuống đồng thời, đại trận bên trong dâng lên một tầng kim quang mỏng manh. Nhưng bằng mắt thường quan sát, kim quang kia mỏng manh yếu ớt giống một trang giấy, phảng phất ngón tay đâm một cái đều có thể đem nó đâm thủng thức. Nhưng khi cái kia vô số lôi đình rơi xuống trên mặt màn kim quang mỏng manh kia, lại chỉ nhìn thấy lôi quang bay ra, kim quang mỏng manh bên trên lưu lại từng đạo gợn sóng. Đám người được kim quang bảo phủ lên, trừ bị tiếng sấm ù tai bên ngoài, không còn gì khác cảm thụ. Diệp Ly trong phòng hỏi Hồ Cát, bên ngoài thế nào? Hồ Cát đến rất gần chỗ Diệp Ly hỏi, lão sư ngài nói cái gì? Tiếng sấm quá lớn. Diệp Ly nói to hơn, ta nói bên ngoài thế nào? Hồ Cát gân giọng đáp đặc biệt hùng vĩ, bất quá còn tốt thôn không bị ảnh hưởng gì. Lão sư ngài nói cái này sấm chớp mưa bão sẽ kéo dài bao lâu? Diệp Ly lắc đầu, trong lòng có chút không chắc. Dựa theo hệ thống cho anh nhắc nhở, tranh xét thiết thi độ hoàn thành là 99,7%. Cũng không có đạt đến 100% trình độ hoàn mỹ, trong đó tồn tại một ít nhỏ xíu khuyết tổn. Bây giờ chỉ có thể mong đợi, chút này nhỏ bé khuyết tổn sẽ không dẫn đến đại phiền toái. Bình an trải qua lần này sấm chớp mưa bão, Tuần Thiên Điện ước chừng nửa canh giờ trôi qua, thiên phạt vòng thứ nhất oanh tạc sắp kết thúc. Tôn Lão khoát hai tay đặt tại trên tinh thần nhắm mắt vận công, trong miệng hỏi vòng thứ nhất thiên phạt sắp kết thúc, kiểm tra mục tiêu tình huống. Phụ trách quan trắc mục tiêu tình huống Tôn Lão lập tức đáp lại, bẩm tôn chủ, vòng thứ nhất thiên phạt phía dưới mục tiêu không phát hiện chút tổn hao nào. Lời vừa nói ra, lập tức choáng váng tất cả mọi người ở đây. Lần này thiên phạt chuẩn bị lâu như thế, tùy tiện một tia chớp đều tương đương với nhập thánh cảnh trải qua thiên kiếp, như thế nào không phát hiện chút tổn hao? Người thần bí trình độ cường hãn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, lần này thiên phạt sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, ta cũng không tin bằng một mình hắn chi lực có thể ngạnh kháng vượt qua. Nghe được lời này, đám người mới an tâm mấy phần. Bên trong thánh sơn một hồi tiếp lấy một trận lôi đình, không ngừng oanh tạc đại trận, kim quang mỏng manh bên trên từng tia sét đánh tới. Thân ở đại trận bên trong 108 cá nhân đều là một khắc cũng không dám thả lỏng. Cuối cùng vòng thứ nhất thiên phạt kết thúc, lôi quang hơi thu liễm phút chốc, để đám người có một tia cơ hội thở dốc. Cơ Vân Lộ hướng về đám người nói, các vị chớ có buông lỏng, lôi vân còn không có tán, nhất định còn có đợt tiếp theo, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Một bên, Phi Hồng Kiếm Thánh mang theo vài phần lo lắng nhìn qua đại trận, thấp giọng nói, Cơ tiên tử, ta mắt liếc một cái này đệ nhất luận thiên phạt chống cự xuống, đại trận đã mài mòn không ít, chiêu cái này mài mòn tốc độ, chỉ sợ phá trận là chuyện sớm hay muộn. Cơ Vân Lộ không khỏi thầm than một tiếng, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Lão sư cho trận đồ cùng tài liệu cũng là phía trên nhất, thế nhưng chúng ta thực sự không cách nào hoàn thành trận pháp hoàn mỹ giống như trong bản vẽ, chỉ mong đại trận có thể chịu đựng được. Phi Hồng Kiếm Thánh không có nhìn về phía bầu trời, có thể dựa theo cái này mài mòn tốc độ, đại trận chắc cũng chịu được 36 lần xét. Nếu là ta không có tính sai, lần xét thứ 35 đại trận sẽ sụp đổ. Cơ Vân Lộ trong lòng hiện chỗ thấp giọng truy hỏi, quả thật như thế, ta phải lập tức mách cho lão sư, không còn kịp rồi. Phi Hồng Kiếm Thánh lắc đầu, Tuần Thiên Điện một khi phong tỏa thiên phạt khu vực, phiến khu vực này liền sẽ bị phong kín, cho dù lão tiền bối có thể ra ngoài, chúng ta cũng không đi được. Làm như vậy chúng ta rất tắc trách. Nếu như ta đoán không nhầm,
vòng cuối cùng thiên phạt cũng sẽ không còn bao nhiêu năng lượng. Khi đó chúng ta trong một khắc sẽ đánh tan nó. Ngươi nói là đánh tan lôi vân. Cơ Mây Lộ đại khái đoán được ý tứ Phi Hồng Kiếm Thánh. Thật tới lúc đó, trong lôi vân còn lại năng lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dựa vào chúng ta mấy cái toàn lực xung kích, hẳn là có thể đem nó đánh tan. Phi Hồng Kiếm Thánh cười khổ một tiếng. Duy chỉ có chúng ta cái này một số người chỉ sợ là trở về không được. Cơ Vân Lộ không có trả lời. Trầm mặc nhìn về phía Phi Hồng Kiếm Thánh. Phi Hồng Kiếm Thánh cũng không thèm để ý. Ngược lại thoải mái cười trước khi gặp phải lão tiền bối. Ta vốn cho rằng vô địch thiên hạ. Đến bây giờ mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là lần này coi là thật muốn bỏ mạng. Còn xin tiên tử ở trước mặt tiền bối thay ta nói tốt vài câu. Cầu tiền bối nhận lấy thất kiếm môn đồ chúng ta. Có tiên sinh dạy bảo, ta liền có thể an tâm. Lúc này từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Dòng dã rơi xuống 34 đạo. Tất cả mọi người đều chống đỡ cực hạn. Có thể lôi vân vẫn không có tán đi. Tích góp lần tiếp theo oanh kích. Phi Hồng Kiếm Thánh hô to trấn an. Đám người chúng ta đã chống đến tình trạng này. Tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất điều tức. Chuẩn bị chống cự lần xét tiếp theo. Phi Hồng Kiếm Thánh cùng Cơ Bản Vân Lộ sóng vai đứng tại giữa trận. Sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Không ngoài sở liệu. Lần tiếp theo xét hẳn là cực hạn đại trận. Phi Hồng Kiếm Thánh thấp giọng thở dài. Lần này khi xét bắt đầu, hai người chúng ta liền đem thần hồn rót vào đại trận. Bất kỳ địa phương nào xuất hiện tổn hại, trước tiên dùng thần hồn tu sửa, hẳn là có thể bình an trải qua lần này xét. Rất nhanh thời gian đốt một nén hương đi qua, lôi vân lần nữa cuồn cuộn. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, lại giữ vững tinh thần vận chuyển đại trận. Bắt đầu chống cự thiên lôi lần thứ 35. Anh chỉ là lão sư mù dạy học trong núi nhiều năm, lại bị chấp pháp tiên nhân coi là tai họa gây nhiễu loạn tiên giới. Thế là triệu hồi thiên lôi, là muốn đem đồ tử đồ tôn của anh đuổi tận giết tuyệt. Lôi đình rơi xuống, 108 thiên địa đồng nguyên trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Kim quang sáng chói đột nhiên dâng lên. Phi Hồng Kiếm Thánh cùng Cơ Vân Lộ tiên tử liền đem thần hồn sáp nhập vào đại trận, kiểm tra cẩn thận mỗi một cái xó xỉnh của đại trận. Rất nhanh xuất hiện chỗ thứ nhất tổn hại. Sau khi Phi Hồng Kiếm Thánh phát giác được lỗ hổng, lập tức điều động thần hồn đem nó phủ kín. Như hắn sở liệu, những cái kia nhỏ xíu khuyết tổn, dẫn đến đại trận không cách nào chống nổi thiên lôi lần thứ 36. Đạo này thiên lôi chính là đại trận cực hạn. Lỗ hổng đếm không hết bắt đầu lần lượt xuất hiện. Cho dù hai người bọn họ dùng tốc độ cực nhanh chữa trị, cũng vẫn như cũ không đuổi kịp tốc độ vết rách xuất hiện. Phi Hồng Kiếm Thánh nhìn qua càng ngày càng nhiều lỗ hổng. Cắn răng truyền dẫn nói không được rồi Cơ tiên tử. Ta bên này không kịp tu bổ. Cơ Vân Lộ cũng đồng dạng không thể làm gì. Lỗ hổng xuất hiện tốc độ quá nhanh. Cô mỗi tu bổ xong một chỗ liền sẽ lại xuất hiện ba chỗ khác. Chỉ có một cái biện pháp. Cơ Vân Lộ trong lòng quyết tâm. Đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trong nháy mắt hóa thành mảng lớn xương máu. Dung nhập bên trong đại trận. Phi Hồng Kiếm Thánh không hiểu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cơ Vân Lộ. Chỉ thấy Cơ Vân Lộ trong tay bóp lên một đạo cứng rắn pháp quyết. Pháp trận trong bắt đầu hiện ra đại lượng xích kim sắc hỏa. Những cái kia ánh lửa lại không ngừng chữa trị đại trận. Là trải qua ngọn lửa xuất hiện. Để đại trận nguyên bản vốn đã lung lay sắp đổ. Một lần nữa trở nên vững chắc. Mọi người đều là đại hỉ. Duy chỉ có Phi Hồng Kiếm Thánh phát hiện manh mối. Mau dừng lại chúng ta cùng tu bổ. Mặc dù không đuổi kịp hư hại tốc độ. Cũng đầy đủ để đại trận chống nổi cửa này. Ngươi như tiêu hao hết tinh khí. Thần tiên đều không cứu được ngươi. Hắn chú ý tới cơ bản tinh khí trên người Vân Lộ. Chính như vỡ đê giống như trôi qua. Đây chính là tinh nguyên gốc rễ của tu sĩ. Một khi hao hết, thần hồn sụp đổ tựa như vĩnh tuyệt ở trong tam giới. Cơ Vân Lộ cười khổ đáp tới kịp sao? Ngươi ta đều biết không kịp. Ta có khả năng làm chính là ổn định đại trận. Để đại trận chống nổi một vòng này thiên lôi. Còn lại liền nhờ cậy ngươi. Phi Hồng Kiếm Thánh cũng không đáp lại. Chỉ là cắn răng trầm mặc. Hắn biết rõ bây giờ bọn hắn cầu viện không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Cơ Vân Lộ chống nổi một vòng này. Mới có biện pháp đánh tan vân lôi tiếp theo kia. Cùng lúc đó, Diệp Ly trong phòng ban đêm ngồi dựa vào bên cửa sổ. Cảm thụ được bên ngoài cuồng phong gào thét. Trong lòng rất là lo nghĩ. Bỗng nhiên hệ thống truyền đến nhắc nhở. Kiểm tra đến công trình tránh xét xuất hiện tổn hại. Sắp sụp đổ. Điều anh lo lắng nhất chính là rốt cục vẫn là xảy ra. Thiết bị tránh xét có thiếu sót. Cuối cùng vẫn là không thể gánh vác cái này kinh khủng lôi điện. Trước mắt có thể đối tránh xét công trình tiến hành chữa trị. Chữa trị cần tiêu hao túc chủ tích lũy tài nguyên 10%. Diệp Ly không chút do dự lựa chọn chữa trị. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện hệ thống có thể giúp anh vượt qua cửa khó khăn này. Bên trong đại trận, Cơ Vân Lộ ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
thể nội tinh khí mất quá nhiều, càng ngày càng làm cho sinh mệnh mất đi. Tiếng sấm vẫn như cũ đinh tai nhức óc, cô không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra chính mình là dừng ở đây. Ngay tại lúc cô đang tuyệt vọng, một cỗ năng lượng kỳ lạ, không có dấu hiệu nào tràn vào trong cơ thể cô. Tu bổ phượng hoàng tinh khí không còn bao nhiêu trong cơ thể, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Cô mới nhìn rõ cái này năng lượng nơi phát ra, chính là trồng tại đại lượng phượng hoàng thủy tiên vườn trà. Cùng lúc đó, trong dược điền rất nhiều linh thực, cũng nhao nhao tản mát ra năng lượng kỳ lạ, tràn vào đại trấn, rơi vào mỗi người trên thân. Cơ Vận Lộ không khỏi đại hỉ, là lão tổ tại điều động năng lượng thiên địa trợ giúp chúng ta. Mọi người giữ vững tinh thần toàn lực chống cự thiên lôi. Nghe vậy mọi người nhất thời một lần nữa dấy lên hy vọng. Vết rách bên trên đại trấn, được phượng hoàng tinh khí điên cuồng tu bổ phía dưới, bắt đầu dần dần giảm bớt. Khi tia sét cuối cùng tiêu tan và đám mây sấm sét lại tiến vào giai đoạn lưu trữ năng lượng, kim quang của đại trận vẫn như cũ không tổn hao. Tuần Thiên Điện trên đại điện lúc này, làm sao có thể? Tôn chủ cơ hồ gầm hét lên, trên trán nổi gân xanh, ước chừng 3 ngày sét, 35 lần thiên phạt thế mà không có thể gây tổn thương đến đối thủ. Trưởng lão đang quan sát mục tiêu vội vàng truyền đạt, bẩm báo tôn chủ, chống cự thiên phạt đại trận tựa hồ bể nát, cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Bố trí như thế đại trận chắc chắn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, sau lần này nhất định không cách nào lại có thể vận hành. Thuần Thiên Kiếm lần này đã quyết tâm đổi tinh khí bản vẫn phải tiêu diệt bằng được. Lúc này chuẩn bị phát động một lần cuối cùng thiên phạt. Thánh Sơn trong núi, đột ngột tiếng sấm dẫn tới mọi người thất kinh thất sắc. Lần này thiên lôi làm sao tới nhanh như vậy? Phi Hồng Kiếm Thánh Kinh hô Cơ tiên tử, ngươi đã vô lực ra tay, chờ tiểu bối nhóm thối lui, còn lại chư vị còn có sức đánh một trận, theo ta ra tay đánh tan lôi vân. Một tiếng gọi phía dưới, các tông phái trưởng môn nhao nhao gửi ra pháp bảo, muốn cùng cái kia lôi vân quyết nhất tử chiến. Chỉ một thoáng đao quang kiếm ảnh, liệt hỏa tật phong nhao nhao phóng lên trời, thẳng đến lôi vân mà đi. Diệp Ly trong phòng đáng chết, như thế nào sấm chớp mưa bão còn không có kết thúc? Hệ thống còn có cái gì biện pháp? Diệp Ly hơi có chút hốt hoảng kêu gọi, hệ thống công trình chống sét đã hư hại, mưa bão vẫn không có kết thúc, người có biện pháp xử lý không? Nếu không tất cả mọi người e rằng sẽ tấn thấn dưới mưa bão sấm sét. Hệ thống cuối cùng truyền đến âm thanh, kiểm tra đến một lần cuối cùng sét đánh sắp đến. Trải qua hệ thống đo lường tính toán, Hướng Túc chủ cung cấp hai loại phương án giải quyết. Phương án một, nhiệm kỳ bằng sấm chớp mưa bão rơi xuống, Túc chủ đem ngẫu nhiên mất đi 30% tài nguyên dự trữ, mất đi số lượng nhất định học viên xem như đền bù, sẽ cung cấp cho Túc chủ ngang nhau số lượng học viên mới. Phương án 2, tạm thời kích hoạt ẩn tàng quyền hạn, tiêu trừ sấm chớp mưa bão, Túc chủ đem ngẫu nhiên mất đi 30% tài nguyên dự trữ, nhưng Túc chủ sẽ ngẫu nhiên mất đi một xúc cảm. Phương án 2, Diệp Ly căn bản không có suy nghĩ, liền làm ra lựa chọn. Ngược lại anh cũng là một người mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy, mất thêm một cái xúc cảm cũng không quan trọng gì, có thể so sánh các học sinh sinh mệnh an nguy quan trọng hơn. Diệp Ly lập tức cảm thấy trong miệng đột nhiên trở nên vô vị, nhưng anh tuyệt không khó chịu, ngược lại vô cùng vui mừng, điểm ấy đại giới đáng là gì. Lúc này bên ngoài các tông phái trưởng môn cơ hồ tuyệt vọng, bọn họ đã dùng hết thảy thủ đoạn, sử xuất tất cả bản lĩnh bản thân, lôi vân vẫn như cũ bất động như núi. Một hồi ông minh thanh truyền vào trong tai của mọi người, dẫn tới đám người một hồi kém tiếng sấm chấn nổ vang. Cái này nhỏ xíu ông minh vốn nên là không nghe được, nhưng bây giờ tất cả mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Bốn phía tìm đầu nguồn, đám người vừa mới bỗng nhiên phát hiện thôn các nơi đều đang phát tán ra năng lượng, ba động thánh sơn mỗi một góc, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là thánh sơn bản thân đất đá cũng bắt đầu chảy ra năng lượng, hướng về Diệp Ly chỗ ở tụ tập đi qua. Đám người mừng rỡ, có thể khoa trương như thế dẫn động năng lượng thiên địa, chỉ có lão tổ một người có thể làm được. Rất nhanh năng lượng thiên địa ngưng kết thành một đóa sáng chói thất sắc liên hoa tại bầu trời nơi Diệp Ly đang ở, trong đó có một chút năng lượng nhỏ, cho dù là Phi Hồng Kiếm Thánh cái này cấp bậc cao thủ đều phải đánh a. Hoa sen kia lặng yên không tiếng động hướng về lôi vân bay đi, biến mất ở vạn trượng kinh lôi ở giữa, cuối cùng kèm theo một tiếng vang thật lớn, bao phủ hơn 10 dặm lôi vân bị tạc tản ra, ngắn ngủi mấy lần trong lúc hô hấp liền biến mất vô tung. Bầu trời xanh xuất hiện trở lại, mặt trời rực rỡ lại chiếu sáng. Tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ cảm giác hạnh phúc sau khi trải qua tai nạn. Từng người nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất. Không ít người tại ngã xuống đất trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Tuần Thiên Điện Thuần Thiên Kiếm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu do phản phệ, ngửa mặt ngã xuống đất, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy, run run tay giơ lên, hữu khí vô lực phân phó đến, truyền lệnh tất cả mọi người quay về bản bộ, mặt khác mở ra thần binh loại,
thần binh loại chính là Tuần Thiên Điện cấm địa. Lịch đại Tuần Thiên Điện tôn chủ các đời trước sẽ đem tự thân luyện hóa thành một linh hồn cất giữ trong thần binh loại bên trong. Nếu như Tuần Thiên Điện tao ngộ tai họa ngập đầu, liền có thể mở ra thần binh loại vận dụng tiên tổ linh hồn ngăn địch. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đối thủ đã vượt qua nhận thức của chúng ta, cho dù mở ra thần binh loại cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Nếu như thật sự không cách nào chiến thắng, cũng chỉ có thể vận dụng kế hoạch cuối cùng. Bên trong ngọn thánh sơn trong phòng Diệp Ly, Hồ Cát cùng A Thân đang thông báo thiệt hại. Tình huống cùng hệ thống nói một dạng, tất cả thiệt hại đều tại ba thành trên dưới. Đồ vật hủy. Tại tạo biến lúc tất cả mọi người đều bình an vô sự, mới là hắn cao hứng nhất sự tình. Lão sư, sau đó chúng ta tăng thêm một chút chương trình học A. Các bạn học đều cảm thấy phía trước có chút quá mức buông lỏng, trong lòng 10 phần áy náy. A Thân đại biểu nhóm tinh quái đề nghị, chuyện lần này để bọn hắn cảm nhận được cực lớn bất an. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Diệp Ly mỉm cười gật đầu. Đang trò chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lão sư, ngài có đây không? Đẩy cửa ra, Cơ Vân Lộ cùng ba vị trưởng môn cùng nhau đi đến. Vừa vào cửa, bọn họ liền cảm nhận được trên thân Diệp Ly nhiều hơn một đạo vô thượng đại đạo khí tức, cùng Diệp Ly trong mắt khí tức một dạng. Chỉ là một lần rơi vào trên miệng Diệp Ly, vô thượng đại đạo cướp đi xúc giác, chính là thiên địa pháp tắc trừng phạt. Một khi người nào đó chạm đến thiên địa pháp tắc, sẽ bị vô thượng đại đạo trừng phạt. Mấy người trong lòng tràn đầy áy náy. Cơ Vân Lộ hữu khí vô lực nói, lão sư, ta có lỗi với người, chúng ta không thể dựa theo bản vẽ bố trí hoàn mỹ, để ngài phí tâm. Ai ngờ Diệp Ly lại chẳng hề để ý, anh nói đã làm rất tốt, nếu không có các ngươi kết quả chỉ sợ nghiêm trọng hơn, không cần để ở trong lòng. Lời này Diệp Ly nói nhẹ nhõm, tại chính hắn xem ra đây không tính là cái đại sự gì, nhưng Cơ Vân Lộ bọn người nghe lời này, trong lòng nhưng là càng cảm giác khó chịu. Chiều theo bên ngoài lão tổ Ân Cư còn dạy dỗ bọn họ, Tuần Thiên Điện lại bố trí xuống kích thước như vậy thiên pháp, muốn đem lão tổ diệt trừ. Nếu bọn họ không ngẫu nhiên tiến vào thánh sơn, dưới cơ duyên xảo hợp tìm được lão tổ chỗ ẩn cư, bằng không cho tới hôm nay cũng sẽ không có người biết lão tổ còn tại nhân gian. Có thể Tuần Thiên Điện cũng không hỏi đúng sai, muốn đẩy lão tổ vào chỗ chết, thậm chí không tiếc liên lụy các đại tông phái, để các đại tông phái trưởng môn nhân cùng thiên kiêu đệ tử cùng nhau chôn cùng. Cái gì mà vì thiên hạ yên ổn, quá choa má, rõ ràng chính là chuyện quyền độc đoán, muốn tiêu diệt hết thảy uy hiếp tiềm ẩn, làm ra loại chuyện này vẫn xứng là tiên môn chi danh. Cơ Vân Lộ hít sâu một hơi nói, lão sư, học sinh hôm nay tới là hướng ngài chào từ biệt, lần này may mắn vượt qua nan quan, các học sinh lòng còn sợ hãi, liền muốn nhân cơ hội này ra ngoài đi một chút, coi như là bình phục một chút tâm tình. Trực tiếp nói cho lão tổ, bọn hắn muốn đi tìm Thiên Điện gây phiền phức, lão tổ hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, chẳng bằng nói là ra ngoài giải sầu, để lão tổ nghe yên tâm chút. Quả nhiên nghe lời này một cái, Diệp lập tức gật đầu một cái. Ra ngoài tiêu sầu tự nhiên là tốt, mấy vị cũng đều niên kỷ không nhỏ, phải chú ý an toàn, đừng dễ dàng gây phiền toái. Mấy người nghe vậy đều là vội vàng gật đầu, bọn hắn cũng không biết Diệp Ly ý của lời này chỉ là đang nói cho bọn hắn đi ra ngoài chơi chú ý an toàn, mà mấy người nghe được ý tứ lại là lần này đi tìm Tuần Thiên Điện gây phiền phức, muốn làm theo khả năng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi cũng là tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, làm như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi. Từ trước đến bây giờ, Diệp Ly cùng các trưởng môn học sinh của anh luôn là một bên anh nói một kiểu, nhưng họ lại hiểu một đằng, nhưng được cái là ý nghĩa không khác nhau là mấy. Lão sư yên tâm, các học sinh rất nhanh sẽ trở lại. Mấy người nhao nhao liền ôm quyền cung kính đứng dậy ra khỏi ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa sơn thôn, trưởng môn nhân các tông các phái sớm đã tập kết ở đây, chờ tìm Tuần Thiên Điện. Hôm nay bọn họ liền muốn để tìm Thiên Điện cho một cái công đạo. Lúc này tại Tuần Thiên Điện, Thuần Thiên Kiếm trầm mặc ngồi dựa vào đại điện chủ chỗ ngồi, vẻ mặt buồn thiu. Phía trước thiên phạt mang tới phản phệ, để trên mặt của hắn không nhìn thấy một tia huyết sắc. Đường phía dưới truyền đến tiếng bước chân, bước nhanh đi vào đại điện là một tên truyền lệnh, bẩm báo tôn chủ, tông chủ các phái đã đến, đang tại trước sơn môn tụ tập. Hắn dứt khoát khoát tay áo, phân phó để bọn hắn vào. A, khi thiên phạt thất bại, hắn liền biết trưởng môn các phái nhân thế chắc chắn sẽ tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, hôm nay là nhất định không qua. Rất nhanh trưởng môn các phái người liền như ong vỡ tổ tràn vào bên trong đại điện. Trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cầm đầu Cơ Vân Lộ cùng Phi Hồng Kiếm Thánh DUNG phía trước, nhìn về phía Thuần Thiên Kiếm, không tị hiềm chút nào chất vấn tôn chủ. Nhìn ngươi điệu bộ này là đã sớm liệu định chúng ta muốn tới.
cần gì phải liệu định các ngươi những thứ này nhân đại khó khăn không chớt, nếu là không tìm tới cửa mới kỳ quái. Thuần Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, dù sao các ngươi vừa mới đồng tâm hiệp lực, bảo vệ một tên quái vật, tự nhiên sẽ đứng tại bên tên quái vật kia. Nghe lời này, Câu Vân Lộ trong nháy mắt nổi giận, Thuần Thiên Kiếm đem câu nói này cho lão nương nuốt trở về. Lão tổ há lại là ngươi có thể vũ nhục. Thuần Thiên Kiếm bỗng nhiên ngửa mặt hữu khí vô lực, chen ngang Câu Vân Lộ mà nói, ngươi quả thực cho là quái vật các ngươi bảo vệ, là lão tổ Thái Ất Tiên Môn các ngươi. Thật muốn để các ngươi lão tổ biết, chỉ sợ tức giận phải từ Minh Hà leo ra, tự tay bóp chết các ngươi, lũ bất hiếu các ngươi. Câu Vân Lộ sững sờ, nhíu mày truy vấn hỏi, ngươi biết lão tổ chuyện? Đích xác Thái Ất trong Tiên Môn từng có ghi chép, 3.000 năm trước lão tổ chính là đi đến vùng cực bắc, tìm tòi đầu kia trong truyền thuyết nói tới U Minh Hà, nhưng từ đó tin tức hoàn toàn không có. Chỉ là tin tức này, Thái Ất Tiên Môn chưa bao giờ tiết lộ cho người ngoài qua, lần kia tìm tòi cũng là tuyệt mật hành động, ngoại nhân không nên biết mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác tôn chủ, dứt khoát mới mở miệng đã nói nổi danh cùng sự tình, để hắn không khỏi hoài nghi không tin. Cái kia không ngại hôm nay liền để các ngươi mở mắt một chút. Thuần Thiên Kiếm phủi tay, thì thấy Tình Nhi đang đi trên đường mang đến một người. Người kia khoác lên một thân to lớn áo choàng, không nhìn thấy dung mạo, chỉ có thể từ hình thể nhìn lên ra. Người này niên kỷ cũng không nhỏ, dáng người hơi có mấy phần cẩu lồng, cước bộ cũng hơi có chút lật đật. Cơ tiên tử, còn có chư vị bây giờ phải hướng các ngươi giới thiệu người, có thể sẽ đổi mới các ngươi nhận thức. Thuần Thiên Kiếm thần bí hề hề nở nụ cười, nhất là ngươi. Cơ tiên tử sau khi xem, liền không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc. Thuần Thiên Kiếm một mặt bình tĩnh gật đầu một cái, đưa tay vung lên, Tình Nhi liền đem trên người kia áo choàng xốc lên. Áo choàng xốc lên trong nháy mắt, đám người liền nhao nhao trừng lớn hai mắt. Vậy nơi nào là cái người bình thường a? Trên người làn da, thật giống như bị đồ vật gì hủ thực, giống như từng mảng lớn nát giữa, một mắt liền có thể nhìn thấy khác biệt. Mà mặt của người kia, cái mũi chỉ còn lại lỗ thủng, không có bờ môi, bao khỏa răng bại lộ bên ngoài, ánh mắt bên trên tràn đầy tơ máu, mờ mịt chuyển động. Cơ Vân Lộ cố nén ác tâm, cắn răng hỏi đây là người nào? Đây là Tuần Thiên Điện thứ 54 Nhâm Điện Chủ quá cố, cùng ngươi Thái Ất Tiên Môn lão tổ, là người cùng một thời đại. Thuần Thiên Kiếm từ trên chủ tọa đứng dậy, mang theo một đám Tuần Thiên Điện cao thủ, đồng loạt hướng về cái kia thảm không nỡ nhìn người ôm, quyền cúi đầu. Tiếp đó ngẩng đầu nói, hôm nay tất nhiên chư vị đều đến, vậy ta dứt khoát cho chư vị kể chuyện xưa. Trước kia lấy Thái Ất lão tổ phát hiện, vùng cực bắc tên Hà Chi Hạp, giấu giếm một cái năng lượng kinh người, không biết là vật gì. Trong đó năng lượng ba động mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, vĩnh vô thượng hạn, phảng phất cái kia năng lượng viên là cái vật sống, không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi trước kia tu hành giới nhận thức. Đúng lúc gặp làm cái này, lúc lấy Thái Ất lão tổ kẹt ở vào thánh cảnh giới nhiều năm, thế là liền động tâm tư, muốn đi khai quật cái kia năng lượng người, mượn cỗ năng lượng kia xung quan. Thế là Thái Ất lão tổ mời qua sư tổ ở bên trong, ba người khác cùng nhau đi tới. Câu Vân Lộ lúc này cắt đứt Thuần Thiên Kiếm mà nói, nói bậy, trước kia lão tổ từng tại Ba Đinh Chủ, chuyện này chỉ một mình hắn tiến đến, các tổ tiên nhìn tận mắt lão tổ độc thân trốn vào Minh Hà, tại sao có người đồng hành? Thuần Thiên Kiếm không chút nào che giấu cơ trào phúng, cho nên nói, cơ tiên tử, ngươi quá ngây thơ rồi, tuổi đã cao còn cùng một tiểu nữ hài một dạng đơn thuần, ngươi làm sao lại như vậy xác định? Trước kia các tổ tiên của ngươi nhìn thấy chính là như vậy, mà không phải Thái Ất lão tổ bố trí một cái chướng nhãn pháp. Thuần Thiên Kiếm lời nói dẫn tới tất cả mọi người ở đây đồng thời nhất trí, tu hành giới người phần lớn là tại gần ngàn năm trở lại đây mới biết được vùng cực bắc đầu kia Minh Hà. Thế nhân hiểu biết Minh Hà là một sông băng sâu không thấy đáy vùng cực bắc, nghe trong chỗ thật sâu Minh Hà lại đang phong ấn một ít đại yêu đang ngủ say, liền bị liệt là tiên gia cấm địa. Hôm nay Thuần Thiên Kiếm nói ra lời này lại là ý gì?